Vietnam Audio thị xã Phú Thọ xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 7 tháng 4 năm 2019, Hồng Nguyên Audio xin thông báo hàng về trong ngày hôm nay. Hôm nay thì cửa hàng về được 4 cặp loa hàng khủng của hãng Samsung đến từ đất nước Nhật Bản. Bốn đôi loa toàn là bát 40. Tôi xin giới thiệu sơ qua về từng đôi một. Đôi đầu tiên đó là đôi loa Samsung SPX8000. Cặp thứ hai là cặp loa Samsung SP8100. Hai cặp loa này thì mang cấu hình như nhau. Nó đều sở hữu 4 đường tiếng trên một thân thùng, 4 đường tiếng 6 loa. Nó sở hữu một bát 40, màng giấy, gân vải thẩm dầu, nón thì bằng nón nhôm màu trắng, hai loa chung giấy, gân vải thẩm dầu cũng nón bằng nhôm. Chung của đôi loa này là chung của nó là chung 13 cm, và một loa chép kèn và hai loa siêu chép. Mỗi thùng của nó thì đều có vi chỉnh, đây là nút vi chỉnh để cho chúng ta chỉnh chung và chép. Nó có trở kháng là 8 ohm, công suất 160W trên một thùng. Hai đôi này thì về tại cửa hàng cũng rất là đẹp, đẹp cũng như mới luôn. Ê căng của đôi loa này thì cũng là ê căng mắt võng. Và hai đôi loa tiếp theo là hai đôi loa đời cao hơn, SPX 8700, về hai cặp. Cấu hình thì hơi khác với đôi X8000 một chút. Nó cũng sở hữu 4 đường tiếng trên một thân thùng, 4 đường tiếng 6 loa, một bát 40, màng giấy, gân vải tẩm dầu, cũng nón bằng nhôm. Một loa chung lớn, chung của đôi loa này là chung 18 cm, và một loa chép kèn, đây là loa chép kèn, và ba loa siêu chép. Hai đôi đẹp như nhau. Giờ anh nón cao áo trần bạc màu. Mong anh tròn linh chúng ta tròn vui. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có nhau chồng. Đây là ê căng của nó, ê căng mắc võng. Bốn đôi loa này thì đều là ê căng như nhau. Dòng loa này thì nó đặc trị các dòng nhạc bolero trữ tình. Bass rất là sâu mềm, chung chép thì rất là tách bạch và chi tiết. Rất là đẹp. Bốn đôi loa này thì nó mang chất âm gần như nhau.
cũng không khác nhau là mấy. Vì sao em nhớ anh thế này? Thương nhớ đong đầy. Bộ đôi loa này thì Nguyên Audio vẫn bán với giá dưới 20 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm cho gia đình nhà mình một đôi về nghe nhạc, xin hãy liên hệ cho Nguyên Audio. Số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và xin giới thiệu từ quý vị, những dòng loa này thì quý vị có thể ghép vào những âm ly Samsui 2000X, 5000X, 2000A hoặc 5000A. Hôm nay Nguyên Audio thị xã Phú Thọ mới về một chiếc âm ly Samsui 5000A, hàng xuất âm tụ, đẹp như mới. Nguyên Audio đang bán chiếc âm ly 5000A đẹp như mới xuất xưởng này với giá 14 triệu đồng. Một chiếc âm ly không thể mới hơn. Đó là hàng xuất âm tụ, có sóng đài radio AM FM và nó đánh được 3 cầu loa ABC. Quý vị có thể ghép vào những cái dòng loa như thế này thì rất là hay. Hôm nay hàng nó về hơi chật nên là tôi không thể đứng xa để quay được 4 đôi này, nên là cũng hơi khó nhìn một chút. Quý vị và các bạn chúng ta thông cảm cho. Còn bên gian bên thì đã đầy hết hàng rồi, không còn chỗ xếp nữa. Thương nhớ đong đầy trong lòng anh. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình em như núi cao biển rộng, tròn đời.